Xin chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay, thời tiết tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước không có nhiều biến đổi. Bắc Bộ có sương mù vào đêm và sáng, còn phía Nam đối mặt với đợt chiều cường đầu tháng 2 âm lịch. Cụ thể, ở miền Bắc do không khí lạnh suy yếu và lệch đông, nên đới gió đông, đông nam hoạt động mạnh, mang nhiều hơi ẩm từ biển vào đất liền, sương mù gia tăng cả về diện và cường độ, có nơi kèm theo mưa nhỏ, ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động lưu thông trong khoảng thời gian này. Đến trưa chiều, trời hửng nắng và nhiệt độ tăng dần. Cao nhất ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ do thời gian nắng nhiều hơn nên nhiệt độ sẽ cao hơn, có nơi còn vượt ngưỡng 30 độ. Khu vực Trung Bộ phổ biến là ít mưa tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Sáng nay trời nhiều mây và có sương mù. Tuy nhiên thì đến trưa chiều trời sẽ hửng nắng và nhiệt độ tăng lên mức từ 25 đến 28 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Một số nơi thuộc Ninh Thuận và Bình Thuận đạt mức 32 độ. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày, khu vực vẫn có nắng với cường độ nắng khá mạnh ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày ở vùng cao Tây Nguyên là dao động khoảng từ 29 cho đến 32 độ và khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Riêng một số nơi vẫn đạt ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt 35 độ. Sau đó vào chiều tối thì ở phía Nam Tây Nguyên và vùng ven biển các tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi. Dự báo từ chiều tối mai mưa sẽ có xu hướng gia tăng cả về diện và cường độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, trên hầu khắp Biển Đông, bao gồm cả hai vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thịnh hành gió đông đến đông nam, cấp 4 đến cấp 5 nên sẽ không gây biển động. Chỉ lưu ý là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, sẽ có mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông thì sẽ có khả năng xảy ra gió giật mạnh.